Âm mưu chiếm Đài Loan của Trung Quốc và làm anh cả của thế giới ngày càng lộ rõ hơn bao giờ hết. Một cuộc chiến tranh mới đánh thẳng vào trọng tâm Đài Loan vừa được Trung Quốc châm ngòi. Song song đó, tuần này Trung Quốc còn cùng lúc biên chế 3 tàu tấn công hạng nặng và liên tục cử chiến đấu cơ áp sát đe dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc kiên trì cho chiến cơ xâm phạm vào vùng ADIZ của Đài Loan không chỉ đơn giản là muốn làm suy yếu dần năng lực chiến đấu của hòn đảo, mà phía sau còn nhiều mục đích khác nhắm đến Mỹ và các quốc gia ở Biển Đông. Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc còn dõng dạc khẳng định một khi xảy ra chiến tranh, Mỹ chắc chắn sẽ thua. Thậm chí Ngoại trưởng Trung Quốc còn đưa ra 5 điều kiện để cho Mỹ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trở lại với nước này. Giờ đây có thể thấy Trung Quốc đã không còn kiêng dè gì với Mỹ. Vậy từ phía Mỹ thì sao? Ngay lập tức trong bài phát biểu đầu tiên của mình trước Quốc hội, Tổng thống Joe Biden đã hé lộ kế hoạch đối đầu với đại kình địch Trung Quốc. Đặc nhiệm siêu của Mỹ cũng chuyển mục tiêu sang đối phó với Trung Quốc và Nga. Trước quan hệ Mỹ-Nga cũng không mấy tốt đẹp, Trung Quốc liền muốn lôi kéo Nga về phía mình. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa các cường quốc đâu có dễ dàng như thế. Nga sẽ phản ứng thế nào trong tình hình này? Kế hoạch chống Trung Quốc của Tổng thống Joe Biden là gì? Vì sao Trung Quốc kiên trì cử chiến cơ áp sát Đài Loan? Và cơ sở nào giúp Trung Quốc tự tin rằng sẽ đánh bại Mỹ nếu chiến tranh bùng nổ? Mời quý vị đến với Thế giới trong tuần của FBNC để cùng tìm câu trả lời. Chúng tôi mời quý vị theo dõi ngay sau đây chương trình Thế giới trong tuần trên kênh FBNC. Phần đầu sẽ là căng thẳng xoay quanh các vấn đề Đài Loan. Thưa quý vị, tuần này, Đài Loan đã tố cáo Trung Quốc đang muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới. Đó không chỉ là cuộc chiến tranh vùng xám hay trong nhận thức nữa, mà Trung Quốc đang tiến hành cuộc chiến tranh công nghệ bằng cách đánh cắp phát minh và lôi kéo người tài từ Đài Loan. Cơ quan an ninh Đài Loan cho biết việc Bắc Kinh tiến hành hoạt động đánh cắp công nghệ đã gây ra đe dọa lớn và điều này không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn có ý đồ chính trị. Với âm mưu muốn Đài Loan ngày càng nghèo và yếu hơn, như chúng ta đã biết, Đài Loan tuy nhỏ bé nhưng là nước sản xuất chip hàng đầu của thế giới và phát minh ra nhiều công nghệ tiên tiến. Vì thế, để chiếm Đài Loan một cách dễ dàng mà không cần dùng vũ lực, Trung Quốc phải làm suy yếu các thế mạnh của hòn đảo này. Theo đó, nhiều nghị sĩ Đài Loan thuộc đảng Dân Tiến cầm quyền cho biết họ đang soạn thảo một đề xuất sửa đổi luật bí mật thương mại nhằm mở rộng phạm vi định nghĩa và những điều được cho là bí mật và tăng cường hình phạt đối với các hành vi vi phạm. Đa số nghị sĩ Đài Loan đều ủng hộ sửa đổi luật bí mật thương mại, coi đây là nhu cầu cấp thiết. Không rõ liệu các đề xuất này có được thông qua hay không, song cơ quan tư pháp Đài Loan cho biết vẫn cần phải thảo luận thêm về từ ngữ trong các đề xuất. Bên cạnh đó, để tránh bị Trung Quốc đánh cắp chất xám, vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, Bộ Lao động Đài Loan đã gửi một thông báo chính thức đến các ngân hàng việc làm trực tuyến, đẩy mạnh việc thực thi luật cấm giúp các nhà tuyển dụng Trung Quốc tuyển dụng nhân viên ở Đài Loan bằng cách đặt quảng cáo việc làm trên nền tảng của họ. Một số trang web tuyển dụng làm bao gồm 104, 1111 và Yes 123 đã xác nhận hôm thứ Năm rằng họ đã nhận được thông báo. Theo Yes 123, họ đã xóa khoảng 200 thông tin tuyển dụng ở Trung Quốc khỏi trang web của mình, hầu hết trong số đó là trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Thông báo của Bộ cho biết sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đã bị tác động bất lợi bởi cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung. Vì vậy, Bắc Kinh đã dùng đến việc đánh cắp công nghệ và săn trộm nhân tài từ Đài Loan để xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn riêng của mình. Do đó, các chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán dẫn của Đài Loan đã trở thành mục tiêu của các công ty chip Trung Quốc muốn tìm kiếm nhân tài, theo thông báo được 104 tiết lộ. Theo Bộ phận Phát triển Lực lượng Lao động Đài Loan, chỉ các doanh nghiệp Đài Loan được Bộ Kinh tế cho phép đầu tư vào Trung Quốc mới cho phép quảng cáo các vị trí tuyển dụng việc làm tại Đại Lục ở Đài Loan. Không chỉ thế, Trung Quốc còn đang sử dụng chiến thuật ngoại giao vaccine với nhiều nước nhằm muốn cô lập Đài Loan. Vào tuần trước đã có nhiều nghi vấn liệu đồng minh còn lại duy nhất của hòn đảo này ở Nam Mỹ là Paraguay có quay lưng với Đài Loan để hợp tác với Trung Quốc hay không. Rất may là cho đến hiện tại thì Tổng thống Mario Benitez của Paraguay đã lên tiếng từ chối thỏa thuận của Trung Quốc. Mặt khác, nhiều lời khuyên từ các chuyên gia Đài Loan cho rằng hòn đảo không có gì phải sợ Trung Quốc về ngoại giao vaccine, bởi một thực tế rõ ràng là vaccine của Trung Quốc không hiệu quả cho lắm. Những chuyên gia ở Đài Loan đã trích dẫn tuyên bố của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc là ông Cao Phu trong một cuộc họp báo ở thành phố Tây Nam Thành Đô rằng vaccine Trung Quốc không có tỷ lệ bảo vệ cao. Ngoài ra, theo nghiên cứu ở Brazil, hiệu quả của vaccine Sinovac Trung Quốc không vượt qua ngưỡng 50% để làm cho nó hợp pháp như một loại vaccine có thể lưu hành. Tiếp theo là câu chuyện về các tác dụng phụ của vaccine Trung Quốc. Trong khi nhiều người hoang mang về vấn đề đông máu cực kỳ hiếm gặp được phát hiện với vaccine AstraZeneca, thì có rất ít sự theo dõi của giới truyền thông về tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine Sinopharm của Trung Quốc.
Trong khi một số nguồn tin cậy gần đây mà phía Đài Loan thu thập được, đó là nó đã gây ra các triệu chứng giống như đột quỵ ở Thái Lan. Trong khi Đài Loan vẫn đang tận dụng mối quan hệ bạn bè của mình trong thế giới phương Tây để giúp các quốc gia đồng minh như Paraguay tiếp cận với các loại vaccine phù hợp có hiệu quả. Ngoài ra, hai trong số các chương trình vaccine nội địa của Đài Loan đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và cho kết quả đầy hứa hẹn. Do đó, việc khẳng định không có gì để Đài Loan phải sợ chiến lược ngoại giao vaccine của Trung Quốc là hoàn toàn có cơ sở. Song song với các cuộc chiến làm cho Đài Loan chảy máu chất xám, Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động cử chiến cơ áp sát và uy hiếp hòn đảo. Vào ngày đầu tuần 26 tháng 4, tờ Taiwan News của Đài Loan đã đăng tải thông báo về sự vụ một máy bay phản lực cánh quạt của quân đội Trung Quốc đã tiếp tục tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ vào sáng ngày 25 tháng 4 theo giờ địa phương, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 20 trong tháng 4. Trong động thái mới nhất vừa được ghi nhận này, máy bay quân sự được Trung Quốc cử đi là một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Thiểm Tây Y-8 của lực lượng Không quân Giải phóng Nhân dân PLAAF. Theo quan sát của Bộ Quốc phòng Đài Loan, chiến cơ của Trung Quốc đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ của Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay và phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của PLAAF. Giáo sư Linh Dinh Phu từ Đại học Trung Chính Đài Loan cho rằng lần đe dọa này là nhằm kiểm tra khả năng phản ứng radar của lực lượng phòng vệ Đài Loan. Giáo sư chia sẻ, thông thường tín hiệu radar sẽ bị che khuất bởi địa hình như đồi núi. Khi bay ở độ cao 30m, máy bay của Trung Quốc đang thử nghiệm xem là nó có thể bay bên dưới tầm của radar hay không. Eo biển Đài Loan đủ sâu cho tàu ngầm và các hoạt động dưới nước khác. Điều này giải thích tại sao Trung Quốc thường cử máy bay tác chiến chống ngầm đến thu thập thông tin tình báo và điều tra dữ liệu thủy văn. Kể từ tháng 9 năm 2020, Bắc Kinh đã nỗ lực tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên cho máy bay vào không phận ADIZ của Đài Loan với hầu hết các trường hợp diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Nói sơ qua về định nghĩa chiến thuật vùng xám, đây là hành động gây căng thẳng nhưng dưới mức chiến tranh, không tạo cớ cho xung đột xảy ra để các nước khác không có cớ để can thiệp quân sự chính thức. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Đài Loan, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng của Đài Loan 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Thưa quý vị, theo thống kê cho thấy là năm ngoái lực lượng không quân Đài Loan đã chi gần 30 tỷ đài tệ tương đương với khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và thêm 20% thời gian bay để giám sát và cảnh báo mỗi lần chiến cơ Trung Quốc ghé thăm. Nếu chỉ nhìn bề nổi thì nỗ lực này của Trung Quốc dường như chỉ là để đe dọa Đài Loan, đồng thời làm suy yếu lực lượng không quân của hòn đảo. Tuy nhiên thực tế thì không dừng lại ở đó. Theo các nhà quan sát quân sự, Trung Quốc còn toan tính nhiều mục đích hơn thế nữa. Tờ South China Morning Post đã tổng hợp phân tích từ các chuyên gia cho rằng các chuyến bay áp sát Đài Loan của Trung Quốc cũng nhằm thu thập các hoạt động tàu ngầm, địa hình đại dương và các đặc điểm thủy văn trong khu vực, đặc biệt là các thông tin tình báo về Mỹ lẫn các quốc gia khác hoạt động giữa kênh Bashi và Biển Đông. Không những vậy, động thái này cũng như một kiểu rèn luyện đội phi công kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và máy bay chiến đấu, cũng như giúp PLA làm quen với khu vực này. Và với hàng loạt âm mưu của Trung Quốc, tờ Taiwan News mới đây dẫn lời của một cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo là Đài Loan đang gặp một mối nguy hiểm tối đa từ quân đội Trung Quốc. Cụ thể, cựu cố vấn HR McMaster, hiện là chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hoover, cho rằng những động thái đe dọa tăng cường của chính phủ Trung Quốc đối với Đài Loan có thể khiến cho binh sĩ Trung Quốc cảm thấy là họ có nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề eo biển, và họ rất dễ trở nên kích động gây ra các sự cố làm căng thẳng leo thang nhanh chóng, dẫn đến xung đột vũ trang. Cựu cố vấn an ninh McMaster nhận xét, Đài Loan đang đứng trước một mối nguy hiểm lớn nhất và tất cả đang tiến hành đến một cuộc xung đột. Ông McMaster cho rằng, cột mốc quan trọng mà Trung Quốc có thể điều binh đánh Đài Loan là vào năm 2022, ngay sau khi Bắc Kinh hoàn tất việc tổ chức Thế vận hội mùa đông và kỳ đại hội đảng lần thứ 20. Chuyên gia Mỹ khẳng định, việc Bắc Kinh gần đây ráo riết sử dụng chiến tranh vùng xám, bao gồm điều hàng chục chiến đấu cơ áp sát Đài Loan, chính là nhằm mục đích đánh lạc hướng và khiến cho cộng đồng quốc tế quen dần với hoạt động của PLA và bớt đề phòng khi Trung Quốc thực sự huy động binh lực xâm chiếm hòn đảo 24 triệu dân này. Ngoài ra, thì cựu cố vấn McMaster cũng cảnh báo Trung Quốc còn có nhiều hành động đáng lo ngại để đập tan tinh thần chống cự của Đài Loan, bao gồm giáng đòn vào kinh tế và mua chuộc giới tinh hoa của hòn đảo. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cũng lên tiếng cảnh báo xung đột giữa hai bờ eo biển là không nên xem nhẹ. Ông còn nói Bắc Kinh ngày càng lộ rõ ý đồ muốn sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực.
Đáp lại, thì phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã yêu cầu Úc nhận thức rõ được mức độ nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và hãy tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Uông kêu gọi Canberra đừng gửi thêm những tín hiệu sai lầm nhằm ủng hộ cho sự độc lập của Đài Loan. Cuộc khẩu chiến tiếp tục bùng nổ dữ dội vào thứ Tư tuần này khi thư ký Bộ Nội vụ Úc Mike Pezzolo có bài viết bình luận rằng trong một thế giới với những căng thẳng và lo ngại bất tận, tiếng trống xung trận vẫn luôn nổi lên. Đôi khi tiếng trống nhẹ nhàng và xa xăm nhưng cũng có nhiều lúc sẽ trở nên vang dội và dồn dập hơn. Đáng chú ý, thư ký Pezzolo cảnh báo mặc dù Úc luôn nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở khu vực giữa hàng loạt các động thái hiện đại hóa quân sự của nhiều bên, nhưng Canberra cũng nên chuẩn bị cho lời nguyền chiến tranh. Sáng ngày 29 tháng 3, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết Úc là một người bạn quan trọng của Đài Loan ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời là một đối tác có chung lý tưởng ủng hộ tự do và dân chủ. Bà Âu bày tỏ Đài Loan hoan nghênh các nhà lãnh đạo quốc tế chú ý nhiều hơn đến tình trạng ở eo biển và lên tiếng ủng hộ cho hòa bình, ổn định ở khu vực giữa lúc có nhiều hành động khiêu khích đáng lo ngại. Thưa quý vị, cảnh báo của các nước phương Tây có thể sẽ sắp xảy ra khi Trung Quốc ngày càng thể hiện quyết tâm muốn thâu tóm Đài Loan. Thời báo Hoàn Cầu mới đây dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, hải quân nước này biên chế tàu tấn công đổ bộ TAP 075 Hải Nam chính là nhằm để chuẩn bị cho kế hoạch thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Được biết, chiến hạm TAP 075 mới có thể mang theo nhiều loại trực thăng khác nhau và nhắm mục tiêu vào lực lượng hải quân, lục quân hoặc tàu ngầm của đối phương. Đồng thời, TAP 075 cũng có thể được triển khai để chuyên chở binh lính và xuồng tấn công. Theo người phát ngôn họ Hồ, thì các thế lực ly khai đòi độc lập của Đài Loan đã xâm phạm trắng trợn lợi ích quốc gia của Trung Quốc và nếu điều này vẫn tiếp diễn thì quân đội Trung Quốc sẽ dùng tất cả các biện pháp cần thiết để đập tan nỗ lực của họ. Bên cạnh tàu tấn công đổ bộ TAP 075, Trung Quốc cũng vừa mới biên chế hai chiến hạm khác là tàu ngầm hạt nhân TAP 094A, còn có tên là Trường Chinh 18, mang tên lửa đạn đạo và tàu khu trục TAP 055 Đại Liên, mang tên lửa dẫn đường. Các chuyên gia quân sự nước này tự khẳng định việc biên chế cùng lúc 3 tàu chiến hạng nặng trong cùng một ngày là điều không phải nước nào cũng làm được, bởi lẽ nó phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này khiến cho các chuyên gia Trung Quốc tự tin rằng khả năng khai thác tàu chiến lẫn sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc đã ở tầm đẳng cấp thế giới. Không những vậy, theo Song Zhongbin, một chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định rằng các tàu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho Trung Quốc giải quyết các câu hỏi ở những nơi như đảo Đài Loan và Biển Đông với những nước đối đầu. Trái lại, các nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết chiến hạm Hải Nam và các tàu sân bay trực thăng thuộc lớp TAP 075 khác chưa đạt được khả năng chiến đấu do nước này chưa sản xuất được trực thăng Z-8J và Z-20J. Ông Châu Thần Minh, chuyên gia quốc phòng ở Bắc Kinh nhận định, Trung Quốc phải mất ít nhất là 10 năm nữa để các tàu sân bay trực thăng thuộc lớp TAP 075 như Hải Nam đạt được khả năng chiến đấu đầy đủ do Hải quân còn thiếu kinh nghiệm vận hành chiến hạm loại này. Khả năng tàu chiến của TAP 075 còn bị hạn chế đáng kể do Trung Quốc chưa sở hữu máy bay có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng như F-35B và MV-22 Osprey của Mỹ. Ông Colin Koh, chuyên gia thuộc trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam của Singapore, nhận định việc quân đội Trung Quốc triển khai tàu sân bay trực thăng tới Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam có thể gửi thông điệp đến các nước ven Biển Đông. Ông Koh nói, với xu hướng tăng cường áp lực quân sự của Trung Quốc, các quốc gia trong khu vực sẽ phải cảnh giác hơn về chiến hạm Hải Nam. Chuyên gia này cảnh báo có nguy cơ tàu chiến Trung Quốc đang châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Và trước sức ép ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu hôm 29 tháng 4 cho biết Trung Quốc chưa hề cai trị quốc gia này dù chỉ một ngày và hòn đảo sẽ tự bảo vệ mình đến cùng nếu bị tấn công. Trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Sky News của Anh, ông Wu đã bàn luận một số vấn đề nóng hiện nay như khả năng phòng vệ của Đài Loan trước mối đe dọa quân sự của Trung Quốc, về mối quan hệ với Anh và quan hệ xuyên eo biển. Ông nói, nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo, hậu quả sẽ được cảm nhận trên khắp thế giới và ông hy vọng cộng đồng quốc tế vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan. Ông nhấn mạnh, đất nước ông như một ngọn hải đăng của nền dân chủ, thu hút nhiều sự quan tâm, những người có chung khao khát tự do và chính điều này đã đe dọa Bắc Kinh. Vì thế, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt âm mưu hòng làm lung lay lòng tin của người dân hòn đảo, cũng như dần chiếm luôn nơi này. Thế nhưng, 23,5 triệu người Đài Loan đã lựa chọn dân chủ và họ sẽ tiếp tục chiến đấu để gìn giữ điều đó. Ông Hu tuyên bố, đây là đất nước của chúng tôi, đây là dân tộc của chúng tôi và đây là cách sống của chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình đến cùng. Kết thúc buổi phỏng vấn, ông Hu nhắc lại việc Đức, Hà Lan và EU đã thay đổi chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của họ
Điều này nhấn mạnh rằng hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực có ý nghĩa to lớn đối với việc duy trì trật tự quốc tế. Bên cạnh đó, Đài Loan còn tuyên bố là có đủ vũ khí chống lại 3 chiến hạm mà Trung Quốc vừa mới đưa vào biên chế trên. Theo trang Focus Taiwan, dẫn lời các quan chức quốc phòng Đài Loan, cho biết hệ thống phòng thủ hiện tại của Đài Loan ở hai nhóm đảo trên Biển Đông hoàn toàn đủ sức chống lại sự tấn công của quân đội Trung Quốc PLA. Cụ thể, trong một phiên họp ở Lập pháp viện, nghị sĩ Tai Xing-Ying nêu vấn đề Hải quân Trung Quốc đã biên chế 3 chiến hạm mới, bao gồm tàu tấn công đổ bộ TIP-075. Tàu chiến này có thể mang theo nhiều loại trực thăng khác nhau và nhắm mục tiêu vào lực lượng hải quân, lục quân hoặc tàu ngầm của đối phương. Đồng thời, TIP-075 cũng có thể được triển khai để chuyên chở binh lính và xuồng tấn công. Theo nghị sĩ Tai, câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống phòng thủ và khí tài của Đài Loan ở hai đảo Đông Sa và Ba Bình có đủ sức chống lại mối đe dọa của quân đội Trung Quốc hay không? Được biết, Ba Bình là đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng và kiểm soát trái phép. Đáp lại câu hỏi của nghị sĩ Tai, ông Zhu Miwu, chỉ huy Cục Tuần duyên Đài Loan cho rằng lực lượng này đang được trang bị các hệ thống vũ khí phòng vệ tiên tiến và sẽ yêu cầu sự giúp sức từ quân đội Đài Loan nếu cần thiết. Trong khi đó, ông Li Shijiang, người đứng đầu bộ phận hoạch định chiến lược thuộc cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết hòn đảo có đủ vũ khí để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Li từ chối nêu rõ các chi tiết vì lý do bí mật quốc phòng. Đông Sa là đảo cách thành phố Cao Hùng khoảng 450 km, đang được Hải quân Đài Loan canh gác cẩn thận, giữa lúc Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực. Không rõ Hải quân Đài Loan có lực lượng hùng hậu đến mức nào và sẽ đồn trú bao lâu trên đảo Đông Sa. Theo truyền thông, Đài Loan hiện bố trí các khẩu pháo tự động 40mm và nhiều súng cối 120mm trên cả hai đảo Đông Sa và Ba Bình. Lực lượng tuần duyên Đài Loan từng hé lộ kế hoạch triển khai 292 tên lửa chống tăng Kestrel đến hai đảo nói trên, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh. Và để đối đầu với Trung Quốc vào hôm thứ Năm 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát biển Đài Loan CGA đã nhận bàn giao khinh hạm lớn nhất của họ cho đến nay. Khinh hạm có tên là Chaiyi nặng 4.000 tấn, con tàu được lăn bánh tại CSBC Corporation, cầu cảng của Đài Loan ở Cao Hùng. Đây là chiếc đầu tiên trong số 4 chiếc được CGA đặt hàng với tổng chi phí 10,4 tỷ đài tệ, tương đương với hơn 373 triệu đô la. Đây là chiến lược của Đài Loan nhằm chống lại sức ép của Trung Quốc. Lượng choán nước của khinh hạm là 5.044 tấn, tàu có thể chịu được gió mạnh và có phạm vi hoạt động 10.000 hải lý. Chaiyi được trang bị 3 vòi rồng áp suất cao, mỗi vòi có tầm bắn 120 mét, là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy việc sản xuất hệ thống vũ khí tại địa phương. Công ty cũng đang làm việc trên 6 tàu tuần tra 1.000 tấn và một bộ 15 tàu cứu hộ 100 tấn, nằm trong số đó đã được chuyển giao cho CGA. Tại buổi bàn giao tàu Chaiyi hôm thứ Năm, lãnh đạo Đài Loan đã chỉ ra rằng con tàu được khắc chữ Taiwan trên sườn để nhấn mạnh chủ quyền và giúp các phương tiện giao thông vận tải hiểu được ý nghĩa của tàu khu trục. Bà cũng đề cập đến một biên bản ghi nhớ gần đây đã ký với Mỹ, trong đó nhấn mạnh việc cải thiện việc bảo vệ các nguồn tài nguyên hàng hải, cuộc chiến chống tội phạm và tìm kiếm các nạn nhân nếu tai nạn xảy ra. Ngoài ra, thì Đài Loan và Mỹ còn vừa ký thỏa thuận mua tên lửa phòng không Patriot 3. Thỏa thuận được ký hôm 28 tháng 4 tại một căn cứ quân sự Mỹ chưa rõ địa điểm cụ thể, với trị giá gần 590 triệu đô la. Sau khi vượt qua nhiều rào cản về quy trình và chính sách, Đài Loan sẽ bắt đầu thử tên lửa trong 8 cuộc diễn tập từ năm 2023 đến năm 2030. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 4, Không quân Đài Loan cho biết họ đã quyết định mua phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hòn đảo liên tục chịu sức ép từ Không quân Trung Quốc. Đài Loan không tiết lộ số tên lửa Patriot 3 dự kiến mua. Quá trình giao hàng dự kiến bắt đầu vào năm 2025, triển khai sẵn sàng chiến đấu một năm sau đó. Spark-3 MSA là phiên bản nâng cấp mạnh nhất của dòng tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Với việc sở hữu phiên bản Spark-3 MSA kết hợp với Spark-2 mà Đài Loan đang vận hành, Đài Loan sẽ có thể tối ưu hóa năng lực phòng không. Khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Spark-3 MSA giúp Đài Loan nâng cao năng lực phòng thủ, chống lại các mối đe dọa từ trên không. Thưa quý vị, Mỹ luôn tuyên bố là sẽ bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu thực sự nổ ra chiến tranh, thì khả năng Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ Đài Loan hay không vẫn còn là một câu hỏi. Mới đây, một bài phân tích của tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc tự tin cho rằng một khi xảy ra chiến tranh thì Mỹ sẽ có rất ít lựa chọn. Và nếu Mỹ quyết tâm chống lại Trung Quốc thì nước này sẽ thua. Nội dung của bài phân tích như sau: Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP cầm quyền của Đài Loan đã bác bỏ việc thống nhất với Trung Quốc và từ chối mô hình một quốc gia hai hệ thống. DPP chọn cách đứng về phía Mỹ, điều này cũng phần nào cảnh báo trước được mối nguy hiểm tiềm tàng cho Mỹ khi chọn cách bảo vệ hòn đảo.
Đạo luật quan hệ Đài Loan TRS của Mỹ có thể không nhằm mục đích sinh ra những ly khai, đòi độc lập ở Đài Loan, nhưng đã thực hiện chính xác điều đó. Sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với việc tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan và thậm chí chi tiêu quốc phòng lớn cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ là hợp lý và minh bạch vì tất cả các bên đều có lợi từ căng thẳng và chiến tranh. Nhiều người Mỹ cho rằng công dân của Trung Quốc khao khát một nền dân chủ tự do trên đảo Đài Loan và cuộc chiến này sẽ kích hoạt cuộc nổi dậy của quần chúng. Nhưng vấn đề Đài Loan không phải là một tranh chấp ý thức hệ, thay vào đó đây là một vết thương hở nguyên vẹn và đau đớn trong bản sắc văn minh của Trung Quốc. Ngày nay, việc Mỹ làm mối quan hệ song phương căng thẳng sẽ chỉ làm cho người Trung Quốc thêm bám lấy chủ nghĩa dân tộc của mình, trong đó việc bảo toàn diện và thực thi chủ quyền không thể tách rời. Trong khi đó, cán cân quyền lực đã thay đổi về cơ bản sẽ là khôn ngoan nếu Mỹ coi Trung Quốc là một siêu cường ngang hàng, nếu chỉ vì khả năng chịu thương vong, lợi thế quyết định của Trung Quốc trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ. Trung Quốc cũng chia sẻ một hiệp ước phòng thủ chung ràng buộc với Triều Tiên và không bao giờ được đánh giá thấp chiều sâu của mối quan hệ hữu nghị và an ninh với Nga. Mỹ chưa bao giờ phải trả một cái giá cho việc vi phạm chủ quyền của quốc gia khác, dẫn đến cảm giác tự mãn và sự bất khả chiến bại của quân đội. Tuy nhiên, với việc Đài Loan là ưu tiên cốt lõi của Trung Quốc, nó sẽ là một tính toán sai lầm chết người. Một số quốc gia sẽ phải trả nợ máu nếu họ tham gia vào cuộc nội chiến của Trung Quốc. Ví dụ, Ấn Độ đã bị đổ máu nặng nề vào những năm 1960 vì thử thách quyết tâm lãnh thổ của Trung Quốc. 50 năm nhục nhã của Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan và vụ cưỡng hiếp Nam Kinh cũng vẫn còn nguyên vết thương khó quên đối với Trung Quốc. Các đồng minh của Mỹ chắc chắn sẽ suy nghĩ trước khi can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến và công việc nội bộ chưa được giải quyết của nước này. Tạp chí uy tín The Economist của Anh mới đây cũng cho rằng sức mạnh răn đe của Mỹ đã suy yếu đáng kể. Theo tạp chí này, Đài Loan đang là nơi nguy hiểm nhất thế giới. Trên trang bìa số mới nhất của tạp chí cho thấy đảo Đài Loan nằm giữa tâm điểm của màn hình radar với hai thế lực bao vây trái phải là siêu cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Kể từ khi cựu Tổng thống Harry Truman tuyên bố Washington sẽ bảo vệ Đài Loan khỏi cuộc tấn công của Trung Quốc ngay sau chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào năm 1950, thì đến nay sự hiện diện của quân đội Mỹ luôn có ý nghĩa răn đe Bắc Kinh kiềm chế một cuộc xung đột toàn diện nổ ra giữa hai bờ eo biển. Tuy nhiên, theo tạp chí Economist, thì sức mạnh răn đe của Mỹ đã suy yếu khi Trung Quốc có hàng thập kỷ để hiện đại hóa quân đội và tích trữ kho vũ khí hùng mạnh. Một kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân trong 25 năm của Bắc Kinh cũng đã đạt được thành công. Hiện giờ thì hải quân Trung Quốc có đến 360 tàu chiến, vượt qua con số 297 tàu của Mỹ. Gần đây thì giọng điệu của Bắc Kinh khi nói về Đài Loan cũng đã cho thấy thái độ thiếu kiên nhẫn, một phần vì sự sụp đổ của mô hình một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông trong vòng 2 năm qua, một phần là vì sự ác cảm tăng lên của người Đài Loan đối với Trung Quốc. Trước tình hình đó, Bắc Kinh có thể nhận thấy rằng việc sáp nhập hòn đảo một cách hòa bình là điều bất khả thi và có thể phải dùng đến vũ lực vốn được luật pháp Trung Quốc cho phép. Trong một buổi điều trần ở Thượng viện vào tháng 3 năm nay, Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cảnh báo rằng Trung Quốc có thể tiến đánh Đài Loan chỉ trong 6 năm nữa. Theo tướng Davidson, các chiến hạm, máy bay và rocket mới của Trung Quốc thể hiện tham vọng muốn thay thế Mỹ trở thành siêu cường dẫn dắt toàn cầu. Tuy nhiên, tạp chí The Economist cũng chia sẻ một góc nhìn khác, đó là chiến tranh giữa Trung Quốc với Đài Loan chưa có dấu hiệu bùng nổ ngay lúc này. Theo phân tích về phát ngôn của quan chức Mỹ-Trung, thì tạp chí Anh nhận thấy Trung Quốc không thay đổi quan điểm về Đài Loan, nhưng cũng không có sử dụng ngôn từ cho thấy áp lực bức bối muốn thâu tóm hòn đảo ngay lập tức. Tạp chí Anh còn viết, một số học giả tin rằng chính quyền của ông Biden sẽ tham gia nếu bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra ở Đài Loan. Điều này có thể khiến cho Trung Quốc thêm kích động và tập trung hỏa lực tấn công. Quân đội Trung Quốc gần đây cũng tăng cường điều máy bay xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đó dường như là một bài kiểm tra phản ứng của chính quyền Tổng thống Biden. Đồng thời, Trung Quốc còn muốn tăng cường gây sức ép tối đa vì biết rằng Đài Loan sẽ kiềm chế và không muốn nổ súng tuyên chiến trước. Trong một cuộc trao đổi với Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ thông qua một video trước đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng chơi quân bài Đài Loan là chơi với lửa, đồng thời thúc giục Hoa Kỳ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một Trung Quốc và tôn trọng các cam kết của mình trong khuôn khổ hiệp ước chung Trung Mỹ. Ông nói rằng tương lai của mối quan hệ Trung Mỹ thì phụ thuộc vào việc Mỹ có thể chấp nhận sự lớn mạnh một cách hòa bình của Trung Quốc hay không, và liệu nước này có công nhận rằng người dân Trung Quốc có quyền theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không. Biện luận cho quan điểm của mình, ông Vương Nghị lưu ý rằng cách định nghĩa về dân chủ mỗi nơi mỗi khác không phải là Coca-Cola hứa hẹn hương vị giống nhau ở mọi nơi trên thế giới. Do vậy, ông Vương Nghị đề nghị Mỹ là nên tôn trọng con đường và hệ thống do Trung Quốc lựa chọn độc lập.
Câu nói này của ông Vương là để đáp trả lại cáo buộc của Mỹ và các nước phương Tây về việc chính quyền Trung Quốc vi phạm tội ác diệt chủng và nhân quyền ở Tân Cương. Tổng kết lại cuộc trao đổi thì Ngoại trưởng Trung Quốc đã vạch ra phương hướng chung để phát triển quan hệ hai nước, bao gồm 5 gợi ý cho Mỹ về cách nhìn nhận mối quan hệ Trung-Mỹ từ góc độ chiến lược. Trước tiên, Hoa Kỳ nên hiểu và nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý. Thứ hai, Mỹ nên làm việc với Trung Quốc trên một con đường mới là chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Thứ ba, Mỹ nên tôn trọng và khoan dung với con đường và hệ thống mà Trung Quốc đã độc lập lựa chọn. Thứ tư, Hoa Kỳ nên thực hành chủ nghĩa đa phương theo nghĩa thực tế. Thứ năm, Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chưa rõ động thái đáp lời từ phía Mỹ là gì, nhưng ông Vương hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ thực hành chủ nghĩa đa phương và thực sự bằng cách lắng nghe lời khuyên của Trung Quốc. Trước sự hung hăng của Trung Quốc vào ngày 28 tháng 4 theo giờ Mỹ vừa qua, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Trong bài phát biểu này, ông Biden nói rằng nước Mỹ đã trỗi dậy một lần nữa nhưng Trung Quốc cũng đang tiến rất nhanh sát sao, vì thế Mỹ phải đánh bại đối thủ này trong thế kỷ thứ 21. Theo đó, ông đã hé lộ kế hoạch để đối đầu với siêu cường hung hăng như Trung Quốc. Cụ thể đó là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tối 28 tháng 4, theo giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội. Ông nói rằng sau 100 ngày cầm quyền của ông, nước Mỹ đã trỗi dậy một lần nữa, đồng thời đề xuất một kế hoạch chi tiêu mới trị giá 1,8 nghìn tỷ đô la mà ông cho là cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc. Ông nói với các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện, cũng như hàng triệu người Mỹ xem truyền hình vào thời điểm 21 giờ theo giờ Washington rằng nước Mỹ đã sẵn sàng để cất cánh. I can report to the nation, America is on the move again. Giờ đây, sau 100 ngày, tôi có thể báo cáo với toàn thể đất nước rằng nước Mỹ đã tiến bước trở lại. Chúng ta biến thách thức thành khả năng, biến khủng hoảng thành cơ hội, biến trở ngại thành sức mạnh. Vừa kết thúc tuần trăng mật 100 ngày cầm quyền đầu tiên, ông Biden lập luận gói chi tiêu 1,8 nghìn tỷ đô la là một khoản đầu tư trăm năm có một và có ý nghĩa sống còn với tương lai nước Mỹ. Cụ thể, 1.000 tỷ sẽ dùng để đầu tư cho giáo dục và chăm sóc trẻ em trong 10 năm, cùng 800 tỷ đô la tín dụng thuế hỗ trợ các gia đình thu nhập trung bình và thấp. Theo giới phân tích, kế hoạch gia đình Mỹ này cùng với gói đầu tư hạ tầng, việc làm trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la ông đã đưa ra hồi đầu tháng 4, sẽ là nỗ lực lớn nhất trong nhiều thập kỷ của chính phủ nước này nhằm cải thiện nền kinh tế trước sự cạnh tranh sát sao với siêu cường Trung Quốc. Nhắc đến đối thủ này, ông Biden nói rằng Mỹ không muốn tìm kiếm xung đột nhưng sẽ không nhân nhượng Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề, từ các hành vi mất công bằng thương mại đến ăn cắp tài sản trí tuệ. Ông còn hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc phát triển các lĩnh vực công nghệ và thương mại, vì Trung Quốc và các quốc gia khác đang bám đuôi rất nhanh chóng. Vì thế, Mỹ phải phát triển và thống trị các sản phẩm và công nghệ của tương lai. Ông Biden cũng cho biết ông có nói với ông Tập rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự hùng mạnh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như Mỹ làm ở các khu vực khác của thế giới. Theo Tổng thống, sự hiện diện này là đòn răn đe ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào xảy ra. Và chỉ vài giờ sau bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Biden trước Quốc hội, Trung Quốc liên cảnh báo Mỹ không được áp đặt tư tưởng dân chủ lên nước khác. Điều đó chỉ gây chia rẽ, gia tăng căng thẳng và hủy hoại sự ổn định. Bên cạnh đó, trước lời bình luận của ông Biden về việc chống lại các hành vi thương mại không công bằng từ Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân liền công kích Mỹ đang vi phạm nguyên tắc thị trường cạnh tranh bình đẳng và chính trị hóa các vấn đề kinh tế thương mại và công nghệ liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây. Người phát ngôn Ngô Quân lại viện dẫn việc triển khai quân đội Mỹ ở khu vực và cho rằng Washington đang thúc đẩy quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Ông nói Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này. Tuy nhiên, thưa quý vị, không quan tâm sự la lối và phản đối liên tục của Trung Quốc, lực lượng đặc nhiệm Mỹ SEAL đã lên kế hoạch chuyển ưu tiên từ chống phiến quân sang chiến lược đối phó với các đối thủ cấp siêu cường như Nga và Trung Quốc. Chuẩn đô đốc Hugh Wyman Howard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt của Hải quân Mỹ ngày 28 tháng 4 cho biết, trong hai thập kỷ qua, lực lượng đặc nhiệm SEAL chủ yếu tập trung vào các chiến dịch chống phiến quân trên các sa mạc ở Iraq và vùng đồi núi tại Afghanistan. Tuy nhiên, ưu tiên chiến lược của họ giờ đây đã thay đổi và họ sẽ chú trọng tới tác chiến biển. Các trung đội SEAL sẽ được bổ sung nhân sự để tăng cường năng lực tác chiến trong không gian mạng, tác chiến điện tử, vận hành các hệ thống không người lái, trau dồi các kỹ năng thu thập thông tin tình báo, đánh lừa và đánh bại kẻ thù. Chuẩn đô đốc Howard khẳng định, chúng tôi tạo ra áp lực cho chính mình nhằm phát triển và nắm được những lỗ hổng trong năng lực cũng như khả năng sống sót trước các mối đe dọa đến từ đối thủ trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường. Ông Howard công bố kế hoạch chuyển hướng tác chiến của đặc nhiệm Hải quân trong bối cảnh Lầu Năm Góc triển khai chiến lược ưu tiên đối phó với Trung Quốc và Nga, hai quốc gia được Mỹ đánh giá phát triển quân đội nhanh chóng và cố gắng mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Thực tế là bắt đầu từ giữa tháng 4 thì Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch thử nghiệm phiên bản Block 1B của tên lửa chống tên lửa Standard Missile.
gọi tắt là SM-6, mà theo báo The Drive có thể trở thành sát thủ đối với vũ khí siêu thanh của cả Nga và Trung Quốc. Vào hôm 27 tháng 4, báo The Drive tiếp tục cập nhật thông báo của Hải quân Mỹ cho thấy tên lửa SM-6 được đặt trên tàu khu trục USS John Finn thuộc lớp Arleigh đã vừa có một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật thành công vào mục tiêu mô phỏng. Chuẩn đô đốc Hải quân James Aiken nói rằng mục tiêu mà SM-6 tấn công là tương đối nhỏ và vượt quá tầm ngắm so với John Finn. Diễn tiến kịch bản được tường thuật lại như sau. Khi phi đội có người lái và không người lái của Hải quân Mỹ phát hiện mục tiêu giả, sẽ gửi thông tin về cho tàu khu trục USS John Finn, sau đó sẽ phát lệnh bắn trúng nó bằng tên lửa SM-6. Được biết, đây là một phần của cuộc thử nghiệm tập trung vào hoạt động của máy bay không người lái kết hợp với khả năng bay theo bầy đàn, tàu bay không người lái nhỏ, phương tiện bay không người lái phóng từ tàu ngầm để tiến hành chống tàu ngầm và hơn thế nữa. Cuộc diễn tập huấn luyện này đã chính thức bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Tổng cộng 29 hệ thống không người lái khác nhau đã tham gia vào sự kiện này, với khoảng 50% trong số đó là tàu mặt nước không người lái USV, khoảng 30% là phương tiện không người lái dưới nước UUV và hơn 20% còn lại là các nền tảng trên không. Đối với tên lửa SM-6, mặc dù được thiết kế chủ yếu như một vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa này cũng có khả năng không đối đất thứ cấp như một mục tiêu nâng cao huấn luyện trong cuộc thử nghiệm này. Ngoài ra, mới đây thì Mỹ còn gửi phi đội máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 211 gồm 8 máy bay chiến đấu F-35B đến Vương quốc Anh trước khi triển khai lực lượng diễn tập tấn công chung. Máy bay của thủy quân lục chiến Mỹ đã bay hơn 5.000 dặm từ trạm nhà của họ ở Arizona Royal Air Force Lakenhealth, sau đó sẽ tiến hành khóa huấn luyện cuối cùng để triển khai đội hình tấn công trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Nó cho biết thêm là việc triển khai sẽ tạo thành cánh máy bay trên tàu sân bay thế hệ thứ 5 lớn nhất trên thế giới. Truyền thông Vương quốc Anh đưa tin hồi đầu tuần là sứ mệnh quy mô của cuộc tập trận kỷ lục sẽ kéo dài 26 tuần và sẽ có các chuyến thăm đến Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Các đơn vị thuộc nhóm này sẽ thực hiện hơn 70 cuộc diễn tập tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. HMS Queen Elizabeth, con tàu mạnh nhất trong lịch sử Hải quân Anh, sẽ mang trên boong 8 máy bay phản lực F-35B Lightning II, 4 máy bay trực thăng tấn công hàng hải Wildcat, 7 máy bay trực thăng cảnh báo sớm và chống ngầm Merlin MK-2 và 3 máy bay Merlin MK-4 trực thăng biệt kích. Lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu cho biết tàu tuần duyên Hamilton đang di chuyển vào Biển Đen để thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực. Theo đó, vào hôm 27 tháng 4, hạm đội Biển Đen của Nga cũng cho biết là sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật với các tàu chiến và máy bay trực thăng quân sự ở Biển Đen. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói rằng hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu Hamilton. Nga tuyên bố việc nước này tăng cường quân sự gần biên giới với Ukraine là một phần trong các cuộc tập trận nhằm đáp trả lại hành vi đe dọa của NATO. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, quyết định rút ngắn khỏi biên giới với Ukraine của Nga không phải là vì áp lực từ bên ngoài và Moscow sẽ điều quân xung quanh lãnh thổ của mình khi thấy cần thiết. Cùng lúc đó, thì Nga cũng đã điều chiến cơ vần vũ ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Mỹ gần biên giới Mỹ với tần suất cao kỷ lục trong 30 năm. Theo đó, một quan chức hàng đầu của Mỹ đã bày tỏ lo ngại hành động này của Nga. Chúng tôi chắc chắn đã thấy sự gia tăng hoạt động của Nga và chúng tôi đã đánh chặn hơn 60 máy bay hồi năm ngoái. Chúng tôi giám sát nhiều hơn thế. Trung tướng David Krum từ căn cứ Liên Hợp Imadov Richardson Alaska nói tại một diễn đàn trực tuyến do Hiệp hội Không quân Mỹ tổ chức. Đó là hoạt động với cường độ cao nhất mà vùng nhận dạng phòng không ADIZ Alaska, một khu vực trải dài 200 hải lý đi qua lãnh thổ Mỹ và vào không phận quốc tế, đã chứng kiến kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Trong khi đó, Anchorage Daily News, tờ báo ở Alaska, đưa tin vào năm 2015 rằng trung bình có khoảng 10 lần máy bay Nga tiến gần không phận mỗi năm với các loại máy bay ném bom Tu-95B, máy bay chống ngầm và máy bay thu thập thông tin tình báo. Để đối phó, Không quân Mỹ đã triển khai tiêm kích F-22, máy bay giám sát đường không E-3 và máy bay tiếp dầu KC-135 để giám sát máy bay Nga. Các chuyến bay xuất hiện ngày càng nhiều khi các cường quốc thế giới tranh giành ảnh hưởng ở Bắc Cực, một điểm nóng có các hoạt động kinh tế quân sự ngày càng gia tăng. Chỉ huy NORAD, tướng Glenn Vallhead cảnh báo các nhà lập pháp Hạ viện rằng Mỹ phải có khả năng phát hiện và đối phó với tất cả các mối đe dọa tiềm tàng trên không khi Nga cải thiện các phi đội máy bay, ném bom và các máy bay tầm xa khác. Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét các lựa chọn hiện đại hóa mạng lưới vệ tinh radar và các cảm biến và khí tài khác để giúp quân đội phát hiện hành vi đáng ngờ sớm hơn và hợp tác trong toàn lực lượng để giải quyết.
Thưa quý vị, bên cạnh căng thẳng với Trung Quốc thì căng thẳng giữa Nga và Mỹ cũng ngày càng leo thang kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây tiết lộ Điện Kremlin từng đề xuất thiết lập lại mối quan hệ Nga-Mỹ ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức nhằm xóa bỏ những bất đồng trước đó giữa hai nước và hướng về tương lai. Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chúng tôi đã đề nghị chính quyền Tổng thống Biden quay trở lại tình trạng bình thường của mối quan hệ hai nước ngay khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Riêng tôi cũng đề cập việc đó với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, căng thẳng Mỹ-Nga trở nên gay gắt dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama khi Washington có nhiều hành động đối đầu trực diện Moscow. Ông Lavrov nói thêm, tôi rất hy vọng Washington nhận thức được trách nhiệm của họ trong nỗ lực đảm bảo sự ổn định toàn cầu. Những bất đồng Nga-Mỹ không chỉ làm phức tạp hóa đời sống công dân hai nước, mà còn đặt an ninh thế giới vào mối đe dọa nghiêm trọng. Phát ngôn của Ngoại trưởng Lavrov đưa ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Moscow và Washington gia tăng trong nhiều tuần gần đây. Hôm 15 tháng 4, Tổng thống Biden đã ban bố thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhắm tới hơn 30 tổ chức và cá nhân Nga. Đó là vì Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 và đứng đằng sau vụ tấn công SolarWinds gây khủng hoảng an ninh mạng Hoa Kỳ. Ông Biden cũng thông báo trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Điện Kremlin ngay lập tức cũng gửi 10 nhân viên ngoại giao Mỹ trở về nước. Ý muốn hợp tác với Mỹ không thành, vì thế Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang đưa ra một danh sách các quốc gia không thân thiện và Mỹ rõ ràng sẽ nằm trong danh sách đó. Phát ngôn viên Maria Zakharova nói rằng danh sách đen là để đáp lại các động thái không thân thiện gần đây của người Mỹ và các đồng minh của họ. Theo sắc lệnh vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, các quốc gia được tuyên bố là không thân thiện sẽ không thể thuê công dân Nga làm việc tại các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của họ. Bà Zakharova nói thêm. Giữa lúc căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng thì đại kình địch của Mỹ là Trung Quốc đã nhanh chóng chớp thời cơ thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Putin, đồng thời gọi mối quan hệ Nga-Trung là những đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Ông Uông nói thêm, tốt hơn là Washington nên xử lý chính sách khác biệt của các bên trên cơ sở bình đẳng và nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Nga và Trung Quốc hai nước gần đây đã đưa ra một loạt các cam kết về tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, không loại trừ khả năng sẽ hợp tác quân sự. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, ông Putin cho biết việc cân nhắc về liên minh quân sự Nga-Trung là có thể xảy ra. Tổng thống Nga cũng đề cập đến những cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước và việc Nga đang chia sẻ những công nghệ quân sự nhạy cảm với Trung Quốc. Dù vậy, thì thứ tư tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm, trong đó thống nhất thiết lập cơ chế đối thoại 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước, cũng như gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ và Trung Quốc. Ông Alexei Kubianov, một nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học Nga, cho biết sự kiện này diễn ra đúng lúc nhằm giải quyết những mâu thuẫn giữa hai bên. Đứng đầu trong số những vấn đề này có thể là sự tham gia của Ấn Độ vào bộ tứ quát. Các nhà phân tích cho rằng Ấn Độ muốn cho Nga thấy rằng sự tham gia của họ trong bộ tứ không có nghĩa là họ đã từ bỏ lập trường tự chủ chiến lược lâu nay, hoặc rằng họ đang rời xa các mối liên kết với Moscow. Theo giới phân tích, sự kiện này không chỉ nhằm giải tỏa những hiểu lầm trong mối quan hệ song phương của họ, mà còn gửi một tín hiệu đến cả Mỹ và Trung Quốc. Ông Kanwai Sibai, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ, cho biết New Delhi muốn chứng minh rằng họ vẫn giữ được quyền tự chủ chiến lược trong một tín hiệu gửi tới Washington. Điều này diễn ra khi Mỹ luôn cố gắng ngăn cản Ấn Độ khỏi ảnh hưởng của Nga, thậm chí là đe dọa nước này với các biện pháp trừng phạt nếu mua vũ khí từ Moscow. Trong khi đó, Moscow muốn chứng tỏ với Bắc Kinh rằng bất chấp mối quan hệ tương đối nồng ấm giữa hai bên, thì Nga vẫn có một kế hoạch tiếp tục cung cấp vũ khí tiên tiến cho New Delhi, một điểm nhức nhối đối với Trung Quốc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến căng thẳng giữa các siêu các cường quốc trên vào tuần tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang các diễn biến nổi bật ở Myanmar, Ấn Độ và nhiều nước khác. Mời quý vị tiếp tục theo dõi Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng ở Myanmar vẫn chưa hề suy giảm. Tuần qua thì nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội và người biểu tình đã nổ ra khiến cho nhiều người thiệt mạng. Thống tướng Min Aung Hlaing đã không đáp lại yêu cầu thả các tù nhân chính trị, bao gồm cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Cuộc gặp của thống tướng với ASEAN cũng không đặt ra được mốc thời gian cụ thể về việc chấm dứt khủng hoảng ở Myanmar. Vì thế, nhiều người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường để phản đối. Các nhóm biểu tình đã kêu gọi thực hiện kế hoạch bức tuân dân sự mới, bất chấp điều đó sẽ phá hoại nền kinh tế và làm tăng nguy cơ xảy ra nạn đói trầm trọng.
Từ thứ Hai 26 tháng 4, nhiều người Myanmar đã bắt đầu từ chối trả hóa đơn tiền điện, không thanh toán nợ nông nghiệp và cho trẻ em nghỉ học. Nhà hoạt động Khan Wai Fyo kêu gọi tất cả chúng ta từ thành phố đến nông thôn đều phải đoàn kết với nhau để bài trừ sự cai trị của chính quyền quân sự. Chúng ta không tham gia vào bộ máy của họ và không hợp tác với họ. Đáng chú ý là vào thứ Tư tuần này, cuộc giao tranh giữa quân đội với nhóm vũ trang có tên là Lực lượng Phòng vệ Chinland đã xảy ra ở bang biên giới Chin giáp với Ấn Độ, khiến ít nhất 15 lính Myanmar thiệt mạng. Trước đó một ngày, quân đội Myanmar được cho là đã nã rocket và đạn pháo nhắm vào một căn cứ của lực lượng Chinland. Vẫn chưa rõ thương vong trong vụ tấn công này. Được biết thì Lực lượng Phòng vệ Chinland chỉ mới được thành lập hồi đầu tháng 4 nhằm chống lại sự đàn áp của chính quyền quân sự đối với dân thường Myanmar. Cùng lúc đó, thì quân đội Myanmar còn tiến hành không kích vào vùng do phiến quân có tên là Liên minh Quốc gia Karen KNU kiểm soát ở bang Karen giáp với Thái Lan trong 2 ngày liên tiếp. Liên minh này là một trong những tổ chức chỉ trích chính quyền quân sự nhiều nhất. Vào tháng 3 vừa qua, quân đội Myanmar lần đầu không kích ở bang Karen sau hơn 20 năm. Đến ngày 27 tháng 4, một lữ đoàn của Liên minh Quốc gia Karen trả đũa bằng cách đánh chiếm một căn cứ quân sự của quân đội trên bờ sông Salween. Qua ngày hôm sau, 28 tháng 4, quân đội Myanmar phản công bằng cuộc không kích dữ dội. Từ khoảng 9 giờ sáng có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ vang vọng ở vùng biên giới. Đến giữa trưa thì hai máy bay quân sự của Myanmar đã thực hiện một cuộc không kích và nã rocket từ trực thăng vào vùng sinh sống của nhiều người dân vô tội bất chấp hậu quả. Sang ngày 29 tháng 4, hai căn cứ không quân ở thành phố Makila và Makway, miền trung Myanmar đã bị tấn công. Cuộc tấn công đầu tiên sẽ ra rút sáng sớm tại căn cứ Makway, dẫn tới 3 vụ nổ lớn. Không lâu sau thì 5 quả pháo phản lực đã được phóng vào căn cứ Metila. Theo hãng tin địa phương Delta, ít nhất là 6 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, ngay sau đó thì chính quyền quân sự Myanmar đã tổ chức họp báo nói rằng không có thương vong nào từ vụ hai căn cứ không quân bị tấn công, chỉ có một công trình là bị hư hại nhẹ. Cũng trong buổi họp báo, chính quyền quân sự bác bỏ thông tin có ít nhất 15 lính Myanmar tử trận trong vụ giao tranh với lực lượng phòng vệ Chinland vào hôm 28 tháng 4. Người phát ngôn quân đội nói chỉ có 2 lính tử trận và tình hình đã trở lại ổn định bình thường nhờ đàm phán diễn ra tốt đẹp giữa lực lượng an ninh với các nhóm lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, những thông tin của chính quyền quân sự Myanmar trước giờ đều bị nghi ngờ về tính khách quan, minh bạch. Các làn sóng biểu tình của người dân và các cuộc giao tranh giữa quân đội với nhiều nhóm vũ trang thiểu số vẫn tiếp tục đang tiếp diễn ở khắp nơi. Và chuyển sang khu vực Trung Á, mới đây người dân Kyrgyzstan và Tajikistan cũng có một cuộc xung đột tại khu vực biên giới tranh chấp. Cuộc ẩu đả xảy ra từ đêm 28 tháng 4 gần với tuyến đường nối Tajikistan với vùng Vorukh được bao quanh bởi lãnh thổ Kyrgyzstan do tranh chấp một trạm bơm và hồ trữ nước được cả hai bên tuyên bố chủ quyền. Người dân hai bên ném đá vào nhau trước khi xung đột leo thang, khiến các đơn vị biên phòng và quân đội được huy động hôm 29 tháng 4. Đây là cuộc đụng độ căng thẳng nhất giữa hai nước suốt nhiều năm qua. Bộ Y tế Kyrgyzstan hôm nay cho biết đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 121 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan thông báo hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn từ chiều 29 tháng 4 và đang rút lực lượng về căn cứ. Tajikistan xác nhận lệnh ngừng bắn vào sáng ngày 30 tháng 4, cho biết hai nước đạt thỏa thuận chung nhằm chấm dứt xung đột vũ trang, rút binh sĩ và trang thiết bị quân sự về căn cứ đóng quân thường trực, thêm rằng 3 dân thường thiệt mạng và 31 người bị thương. Thưa quý vị, ở Thái Lan vào ngày 28 tháng 4, 6 đảng đối lập đã ra thông cáo chung đề nghị Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức lập tức với cáo buộc chủ yếu là nhắm vào thất bại của ông trong đối phó với đại dịch COVID-19. Các đảng đối lập cáo buộc ông Prayut không hoàn thành nhiệm vụ hành chính công và gây thiệt hại không thể đảo ngược cho đất nước. Ông Sombon Amonvivat, lãnh đạo đảng Phu Thái, khẳng định rằng việc Thủ tướng từ chức sẽ mở đường cho một chính phủ chuyên nghiệp đảm trách. Dự định là phe đối lập sẽ nộp đơn lên Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia để đề nghị phế truất ông Prayut. Còn tại Ấn Độ tuần qua, nước này đã trải qua nhiều ngày tang thương khi liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tăng kỷ lục. Trong tuần qua, thì mỗi ngày Ấn Độ đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới và hơn 3.000 ca tử vong. Các bệnh viện và lò hỏa táng đều quá tải, tình trạng thiếu oxy ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, điều đáng nói là bất chấp cơn sóng thần COVID-19, nhiều hoạt động đông người ở nước này vẫn diễn ra. Chính quyền Haridwar hôm 27 tháng 4 cho biết là khoảng 1.350 nhà tiên tri và 25.000 tín đồ Hindu đã cùng nhau tắm ở bờ sông Hằng thuộc thành phố cổ này. Ngay sau sự kiện tập trung đông người, chính quyền thành phố đã thông báo áp lệnh giới nghiêm khẩn cấp ngăn COVID-19 có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5.
Lễ hội Kumbh Mela diễn ra từ ngày 14 tháng 1 đến 27 tháng 4 cũng là một trong những sự kiện trọng đại của các tín đồ đạo Hindu. Thủ tướng Narendra Modi hôm 18 tháng 4 đã kêu gọi tiếp tục duy trì lễ hội này bởi đây là sự kiện mang tính biểu tượng và giúp bảo vệ người dân trước COVID-19. Trong khi đó, thì ở bang Tây Bengal, hàng triệu người Ấn Độ vừa đi bỏ phiếu trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, bất chấp COVID-19 đang cướp đi hàng ngàn sinh mệnh mỗi ngày ở nước này. Theo hãng tin AFP, hàng dài cử tri đã xuất hiện bên ngoài các điểm bỏ phiếu ở Tây Bengal. Dưới nắng nóng gay gắt, nhiều người ở các vùng nông thôn không tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội cũng không đeo khẩu trang. Thủ tướng Narendra Modi hôm 29 tháng 4 đã đăng lên Twitter rằng tôi kêu gọi người dân đi bỏ phiếu và làm phong phú thêm ngày hội dân chủ trong lúc thực hiện quy định chống COVID-19. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong bạo lực chính trị ở Tây Bengal suốt nhiều thập kỷ và các cuộc bỏ phiếu năm nay được tổ chức theo 8 giai đoạn trong một tháng cũng dẫn đến đụng độ chết người giữa các đảng đối đầu. Việc giành chiến thắng ở bang Tây Bengal 90 triệu dân sẽ là thắng lợi lớn đối với đảng Nhân dân Ấn Độ theo chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Modi. Vào hôm 28 tháng 4, ước tính cũng có gần 30 triệu cử tri đi bỏ phiếu ở bang Uttar Pradesh. Đây là bang đông dân nhất Ấn Độ và cũng là nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch bệnh. Ngoài ra, thì chính quyền vùng Kashmir, Ấn Độ vẫn lên kế hoạch chuẩn bị nơi lưu trú cho 600.000 tín đồ Hindu tham gia vào lễ hành hương Amarnath từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 22 tháng 8. Chính quyền Kashmir còn lên kế hoạch dựng hai khu trại làm điểm dừng chân cho các tín đồ Hindu hành hương về Amarnath. Được biết là ngôi đền thiên Amarnath nằm trên độ cao 3.880m so với mực nước biển, hàng năm đón hàng trăm ngàn tín đồ Hindu. Khi mà cả Ấn Độ đang chật vật về COVID-19 thì một trận động đất mạnh 6 độ Richter lại xảy ra ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ vào ngày 28 tháng 4, khiến tường và sàn của một số công trình ở khu vực bị nứt lớn. May mắn thay là chưa có thương vong nào được ghi nhận. Một cảnh sát của thị trấn nhận xét, đây là trận động đất lớn nhất theo trí nhớ của tôi. Chúng tôi không nhận được bất kỳ cảnh báo khẩn cấp nào, nhưng mọi người đã lập tức chạy khỏi ngôi nhà khi có rung lắc. Và thưa quý vị, trước tình hình ở Ấn Độ hiện nay thì giới nhà giàu Ấn Độ đã chi hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn đô la để mua vé máy bay hoặc thuê phi cơ riêng tháo chạy ra nước ngoài. Một trong những điểm đến ưa thích của giới thượng lưu Ấn Độ là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi chỉ cách quốc gia Nam Á một quãng đường ngắn và thường có hàng trăm chuyến bay đến và đi mỗi ngày. Báo Economic Times dẫn lời phát ngôn viên của công ty dịch vụ cho thuê máy bay Ấn Độ tiết lộ nhu cầu thuê phi cơ riêng cũng leo thang khủng khiếp chỉ trong ngày 24 tháng 4. Công ty có tới 12 chuyến bay tới Dubai và tất cả đều kín chỗ. Theo đó, UAE cũng đã thông báo cấm những du khách xuất phát từ Ấn Độ nhập cảnh trong 10 ngày kể từ ngày 25 tháng 4. Và nhìn thấy tình hình ở Ấn Độ thì một chuyên gia Philippines cũng đưa ra cảnh báo nước này có thể nối bước Ấn Độ lao vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất do COVID-19. Cụ thể, tiến sĩ Rodrigo Ong, chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu độc lập OCTA, chuyên dự báo về xu hướng lây lan của COVID-19 cho biết Philippines đang ở nút giao với khoảng 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, giới chức lại quyết định gỡ các biện pháp hạn chế bởi đánh giá virus đã được kiểm soát. Đây là điều mà chính Ấn Độ từng trải qua. Tiến sĩ Ong nhận định, dịch bệnh ở Philippines đang trong thế cân bằng mong manh với hơn 80% giường bệnh của đất nước đã được sử dụng. Chuyên gia này cho rằng, việc giới chức nới lỏng thêm các biện pháp chống COVID-19 có thể khiến cho năng lực chăm sóc y tế bị quá tải hoàn toàn. Và thưa quý vị, thông tin nổi bật cuối cùng của tuần này liên quan đến tai nạn tàu ngầm KRI Nanggala của Indonesia vừa mới mất tích, khiến cho nhiều thủy thủ thiệt mạng. Mới đây thì Hải quân Indonesia đã công bố một đoạn video ghi lại các thủy thủ trên tàu vui vẻ ca hát cùng nhau trước khi xảy ra thảm kịch, khiến cho nhiều người xem cảm thấy chua xót. Đoạn video được quay vài tuần trước khi tàu ngầm gặp nạn. Trong clip, một số thành viên trong thủy thủ đoàn 53 người đã cùng nhau hát vang ca khúc Sambai Jumpa. Đây là một bài hát nổi tiếng ở Indonesia, có nghĩa là tạm biệt. Lời bài hát có đoạn, dù tôi không sẵn sàng để nhớ, cũng chẳng sẵn sàng để sống thiếu em, cầu mong cho em những điều tốt đẹp nhất. Chỉ huy tàu ngầm Harry Otavian và một số người tập trung quanh anh thủy thủ đang chơi đàn guitar. Người phát ngôn quân đội Indonesia Jawara Wimbo nói rằng, đoạn video được quay lại như một lời tạm biệt dành cho chỉ huy sắp mãn nhiệm của lực lượng tàu ngầm hải quân. Người kế nhiệm ông đã nhậm chức vào đầu tháng 3. Tàu ngầm KRI Nanggala liên lạc lần cuối với sở chỉ huy vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 4 để xin phép lặn xuống biển, sau đó mất liên lạc hoàn toàn từ 4 giờ rưỡi sáng. Xác tàu được phát hiện vỡ làm 3 mảnh lớn hôm 25 tháng 4 và nằm dưới đáy biển ngoài khơi đảo Bali.
Giới chức Indonesia sau đó tuyên bố toàn bộ 53 người trên tàu ngầm đã thiệt mạng. Giới chức chưa đưa ra lý giải chính thức về nguyên nhân của sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến cho thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên. Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tahanjo cho biết không có vụ nổ nào xảy ra trong quá trình tàu chìm do thân tàu nứt dần ở một số khu vực thay vì toàn bộ phần vỏ bị nước biển ép vỡ. Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Manggono loại trừ lỗi con người, nói rằng các quy trình chính xác đã được thực hiện khi tàu ngầm lặn. Đến đây thì bản tin Thế giới trong tuần trên kênh SBNC của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào các sự kiện gay cấn của thế giới trong tuần sau.